Ở đây em đang đeo cái mẫu túi này là cái mẫu túi mà các anh em có thể mang được nha, và em nghĩ sẽ phù hợp trong những cái dịp mà mình đi chơi, đi du lịch nè. Mình cần một cái mẫu túi thứ nhất là gọn, và thứ hai chất liệu là không thấm nước, đựng được bát bo, đựng được điện thoại kích thước từ 6.7 inch trở xuống cho em. Và cụ thể thì cái mẫu này chiều cao sẽ là 18 cm nha, và chiều ngang là 14.5 cm. Rồi cái bề dày này khi mà mình bỏ đồ full vô thì nó lên đến 4 cm. Đây nha, mình bóp vào thì nó sẽ mở ra. Đây, một ngăn chính. Ngăn này mình đựng điện thoại giùm em là từ 6.7 inch trở xuống. Đằng trước thì sẽ có thêm một ngăn phụ nhỏ. Rồi màu mà em đang mang là màu nâu đậm màu đen nha. Bò nhạt, bò đậm màu đen.